Hiện tại em đang ở trên Sapa và tí nữa sẽ xuôi xuống. Thì hôm nay em sẽ làm một cái clip vui, đó là test thử độ êm của bóng hơi. Cụ thể là test thử độ êm của em U này các bác nha. Bằng cái gì? Tức là bằng cái chai nước này. Đó, bằng cái chai nước rồi các bác nha. Và tí nữa em lên cao tốc và em sẽ test cho nó chính xác nhất. Nó êm hay không ấy thì em cũng, cái này nó chỉ mang tính chất là kết quả chung thôi, còn tùy theo cảm nhận của mỗi người, tùy theo độ trải nghiệm của mỗi người các bác ạ. Không phải như là xe nào cũng giống xe nào và không phải là ai cũng giống ai, nên là ý kiến này chỉ là kết quả chung thôi, còn êm hay không thì phải do cảm nhận và đánh giá của chính bản thân mình các bác ạ. Đấy, thì em sẽ làm cái clip này để xem là nó có sóc quá không các bác nha, và để xem nó êm là nó êm như nào. Chào các bác, và đây là đang trên cao tốc Nội Bài Lào Cai các bác nha. Nên nhấc lên cho nó minh bạch nha. Đó, bên dưới không có gì hoàn toàn, là em để tự nhiên. Và tốc độ di chuyển đang là 80 km/h các bác nha. Đây các bác có thể theo dõi cái mức độ sóng sánh của nước ở trong chai ấy các bác ạ. Đó là độ êm. Cái mức độ sóng sánh của nước ở trong chai nó sẽ biểu thị cho độ sóc. Sóc càng nhiều thì nước càng sóng sánh. Cao tốc Nội Bài Lào Cai như các bác cũng đã biết thì cái nền đường của nó, chế độ gia công của nó không thể bằng được cao tốc Hà Nội Hải Phòng các bác ạ. Bởi vì nó cũng sóc lắm. Cao tốc Nội Hải Phòng vẫn còn sóc cơ mà. Ui giời. À, luôn. Bác bán tải lúc nãy cứng thật. Ở đấy mà xem đi nhanh, bắn nhanh như mấy bác xe tuyến này mà ở trong khuất nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra luôn. Chán thật. Dừng đỗ ngay luôn chỗ đấy để rẽ vào ăn cơm các bác ạ. Quả đấy mà xem hút vào thì có phải là oan không các bác. Chết vì miếng ăn đấy các bác ạ. Nguy hiểm quá. Đoạn này qua cầu các bác này, để xem nó sóc như nào nhá. Ui giời. Đấy, sóng tiếp. Ui giời. Nói chung là cũng sóng sánh các bác ạ. Nhưng mà không đến mức là đổ chai nước được. Hất thì nó có hất nhưng mà nó không hất mạnh lắm. Đường này mà đã êm như này rồi thì đi trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng chỉ có buồn ngủ thôi các bác ạ. Đó là chưa kể đến là em để thử giữa xe nhá, thử giữa xe nó còn êm nữa. Bởi vì như các bác cũng đã biết rồi, đi xe khách ấy, đi thì bao giờ ở giữa xe nó cũng xe êm ái nhất. Kể cả xe nhíp lẫn xe bóng hơi. Nhiều bác theo dõi cái video của em clip lần trước, quay kính đằng trước tại sao thắc mắc nó lại chậm như vậy. Thì do kính cho các bác nha, bây giờ em quay sang kính bên cho các bác xem nó nhanh như nào nha. Đó, đây mới chỉ là 80 thôi đấy các bác ạ. Tốc độ 80 đấy. Đó, nó khác hẳn một trời một vực chưa các bác. Đó là tại cái kính thôi. Đây, cho tablo xe em này các bác này. Đấy, xe của em thả đủ thứ trên trần đời lên đây. Chán thật, bừa bộn quá. Sơ hết cả tablo.